Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa các đệ tớ Chúa, tôi nhắc lại, với các đệ tớ Chúa thì có thể chia sẻ nhiều điều, nhưng còn tôi luôn luôn ấp ủ khải tượng, và tôi luôn luôn ấp ủ cái mục tiêu. Nếu mục tiêu chưa đạt được, tôi không yên tâm. Mục tiêu của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam trong giai đoạn này là gì? Các đệ tớ Chúa lại một lần nữa xin vui lòng nhắc lại với tôi là gì ạ? Làm lành và chữa lành. Làm lành và chữa lành đó là hai cái mục tiêu tối quan trọng của Hội Thánh trong giai đoạn mới này. Và làm lành và chữa lành cũng chính là một mũi nhọn truyền giáo. Nếu hiểu kỹ ra, không có một cái phương cách truyền giáo nào tuyệt vời bằng chữa lành. Các đệ tớ Chúa có amen. Và Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam mở ra từ thời của mục sư Võ Văn Lạc. Quyền năng của Thánh Linh, ân tứ của Thánh Linh đổ xuống, phép lạ xảy ra. Nhiều người được giải cứu, nhiều người được chữa lành và các hội thánh mở ra. Tôi không nói riêng về Siôn, Siôn cũng nhiều tuyệt vời lắm. Nhưng tôi muốn nói về Phúc Âm Toàn Vẹn. Từ ngày mà Chúa cho phép tôi hầu với Chúa và các đệ tớ Chúa, tôi chỉ muốn nói đến Phúc Âm Toàn Vẹn. Bởi vì Chúa giao ước với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn. Mục tiêu của chúng ta là chữa lành và làm lành. Có rất nhiều dấu kỳ phép lạ đã xảy ra và danh Chúa được vinh hiển, hội thánh được mở ra qua công tác chữa lành. Nhưng tôi nói với các bạn điều này, nó sẽ không đủ và nó hoàn toàn sai chật nếu chúng ta chỉ tập chú vào một mũi nhọn, đó là chữa lành. Chúng ta cần phải làm lành. Hội thánh có amen không? Người tin lành là phải làm lành. Cái nội hàm của từ làm lành nó lớn gấp bội phần nội hàm của từ chữa lành. Hoặc nói một cách khác, chữa lành chỉ là một khía cạnh nhỏ của từ làm lành. Trong làm lành thì nó có chữa lành. Trong làm lành có lời nói lành, có hành động lành, có tâm trí lành mạnh, có những cái điều tốt lành, và có những thông tin tốt lành, và có những điều tốt lành đến từ nơi Chúa. Đó là làm lành. Và chữa lành nó chỉ là một phần nhỏ trong sự làm lành. Hội thánh tin lành đã gọi là tin lành thì chúng ta phải làm lành. Người tin lành thì phải làm lành. Và một trong những điều quan trọng của chúng ta nói đến ngày hôm nay đó là chúng ta phải đẩy mạnh công tác làm lành trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Chữa lành, trong 4 năm ngày qua, các đệ tớ Chúa đã nói nhiều về sự chữa lành. Và còn vấn đề chữa làm lành thì sao? Các bạn thấy, bây giờ miền Trung của chúng ta, những người đồng bào miền Trung đang ở trong tình trạng như vậy. Mà người tin lành cứ ngồi im đó và không có một động thái nào hết, không có một hành động nào hết, thì như vậy có phù hợp không thưa Hội Thánh Chúa? Không đâu, không đâu. Người ta không thấy được sự tốt lành của Chúa, của đạo tin lành. Trong lúc này tôi nói ví dụ, trên phương diện của một người ở các giáo hội, bây giờ này, Trung ương này, họ điện đến cho tôi khá nhiều. Các ban ngành trên Trung ương, mục sư ơi, các ban ngành vào cuộc, tất cả các hệ phái cũng vào cuộc, các tôn giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo cũng vào cuộc. Thế, tin lành CMA, miền Bắc, miền Nam cũng vào cuộc. Thế Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, mục sư có vào cuộc không? Tôi nói, không đợi quý vị nói. Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, tinh thần của chúng tôi đó là người tin lành thì sẽ làm lành. Không đợi cái chuyện miền Trung như vậy chúng tôi mới có tâm tình này. Tất nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể mà chúng tôi sẽ làm. Bây giờ chúng ta sẽ đọc một vài câu kinh thánh đi các đệ tớ Chúa. Chúng ta cùng đọc trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu số 8. 2, 3. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng cho mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Amen. Các đệ tớ Chúa, chút nữa tôi sẽ nói, các đệ tớ Chúa có muốn rằng đời sống của mình rời rộng, giàu có, sung mãn không? Nhưng mà khi mà Chúa cho mình rời rộng,
Dầu có sung mãn là để làm gì? Để làm gì? Kinh Thánh Chúa bảo Chúa cho chúng ta đủ dùng. Cái lời cầu nguyện chung chúng ta nên là: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng, đủ ngày. Và ở đây Chúa nói đầu tiên là Chúa cho chúng ta đủ, đủ mọi sự cần dùng. Chúa là đấng Chúa cấp như vậy. Nhưng mà Chúa nói rất rõ ràng, lại còn có rời rộng nữa. Chúa cho dư dật nữa, Chúa cho rời rộng nữa để làm lành. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái tâm tình làm lành thì cái phần sau của câu Kinh Thánh này nó có ứng nghiệm không? Không. Đức Chúa Trời hứa rất rõ ràng, chứ Ngài không có như là con người mà đôi lúc lẫn lộn đâu. Còn giữ rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Vậy thì khi chúng ta làm lành, chúng ta sẽ giống Chúa. Thứ nhất, chúng ta cùng nhau đọc Thi Thiên 119 câu 68. Chúa là thiện và hay làm lành, xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Amen. Thi Thiên 145 câu số 9. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Amen. Đây còn Chúa Giê-xu nói nhé. Chúng ta đọc 2-3. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Amen. Còn một, Chúa yêu kẻ lân cận như mình. Chúa Giê-xu phán như vậy. Và Chúa Giê-xu mỗi khi mà Chúa thấy đoàn dân đông, Chúa đi động lòng thương xót. Và chúng ta là người tin lành, chúng ta phải có cái tâm tình của Chúa Giê-xu. Chúng ta phải có cái tâm tình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng hay làm lành. Đức Chúa Trời là đấng làm lành cho tất cả mọi người. Và Chúa Giê-xu là đấng hay động lòng thương xót đối với những con người khốn khổ, khốn người khốn cùng. Vậy chúng ta là cơ đốc nhân, khi mà chúng ta cũng giống làm như vậy thì có nghĩa là chúng ta giống Chúa của chúng ta. Anh chị em có amen không? Có nhiều người nói thế này nè. Và nhất là mục sư Hồ Xuân Vinh, khi mà ông giảng trong các trường thần học, tôi nhớ ông bảo mục tiêu chính của cơ đốc nhân là gì? Cái sự khao khát lớn nhất của cơ đốc nhân là gì? Và nhiều người trả lời theo nhiều cách khác nhau. Và mục sư Hồ Xuân Vinh nói rằng cái điều quan trọng nhất của cơ đốc nhân, cái sự khát vọng quan trọng nhất của cơ đốc nhân, đó là phải làm sao đó khát vọng để mình trở nên giống Chúa. Điều đó đúng hay sai anh chị em? Nếu chúng ta chỉ nói như vậy không thì điều đó dễ quá. Mà mục sư Hồ Xuân Vinh luôn luôn kêu gọi cơ đốc nhân là phải làm sao tiến đến chỗ giống Chúa. Nhưng mà cái từ giống Chúa đó không cẩn trọng, nó chỉ là một cái khẩu hiệu mà thôi. Chúng ta phải giống Chúa trong mọi việc Chúa làm. Những tư tưởng của Chúa, những việc mà Chúa làm. Tôi hỏi các bạn, trong cái bối cảnh này, Chúa có phải là đấng làm lành không? Chúa có phải là đấng mà luôn luôn thích làm lành không? Và Chúa dạy chúng ta làm lành. Trong cái phần Kinh Thánh ở đây có rất nhiều câu Kinh Thánh nói đến sự làm lành. Tôi không có thời gian để mà tôi nói hết được. Nhưng mà nếu chúng ta là người muốn giống Chúa thì một trong những điều cần phải giống Chúa đó là Chúa lành thì chúng ta cũng lành. Người tin lành không nói điều dữ. Người tin lành không làm điều dữ. Mà người tin lành làm điều lành. Điều lành nó phải lộ ra. Điều lành nó phải rõ ràng. Ví dụ như là thấy người ta đói thì cho ăn, thấy người ta khát thì cho uống. Để tới Chúa có amen không? Cầu nguyện cho kẻ thù nghịch của mình, rồi là chúc phước cho những kẻ bắt bớ mình cơ mà. Đâu phải là tình yêu là chỉ dành cho nhau. Có một người hầu việc Chúa, khi tôi mới vào trong đường lối của Chúa, tôi mới là cơ đốc nhân. Lúc đó cũng là cái chuyện như thế này, cách đây mấy chục năm rồi. Miền Trung, cái hình ảnh của những người miền Trung đó, người ta bị bão lũ cuốn trôi đi như vậy. Thì lúc đó trong lòng tôi chắc ẩn, lúc đó tôi khổ lắm, tôi chỉ là người đạp xe ba gác thôi. Tôi đến nói với vị mục sư đó là: trong lòng em, thầy ơi, trong lòng em chỉ muốn làm một điều gì đó cho người ta. Em không hiểu tại sao lòng em chỉ muốn đi ra ngoài đó mà làm một điều gì đó. Ông thầy đó, ông nói cái gì các bạn biết không? Ông mà này, tôi nói cho anh biết nhé.
Chúa kêu gọi chúng ta là giảng tin lành, chứ không phải là kêu gọi chúng ta đi làm lành. Tôi nhớ mãi câu nói này. Chúa kêu gọi chúng ta đi giảng tin lành. Nhiệm vụ của anh là đi giảng tin lành. Và lúc đó đối với tôi là chấm hết. Và tôi hoàn toàn nghe vị mục sư này. Bởi vì lúc đó tôi chỉ là một tín đồ mới tin Chúa. Tôi không biết gì cả. Cho nên vậy thì em xin lỗi. Nhưng mà lòng tôi cứ quặn thắt. Đạp xe ba gác thì đâu có nhiều tiền. Nhưng mà cứ muốn gom góp lại làm một điều gì đó nhỏ nhỏ để sưởi ấm cho những con người. Mỗi người góp một chút, mỗi người góp một chút, thì có phải là người ta được sưởi ấm không? Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi không hề có lời Chúa trong ấy. Tôi không hề có lời Chúa. Và câu ấy đeo đuổi tôi suốt một quãng đường tôi bước đi với Chúa. Cho đến khoảng 4-5 năm về đây, tôi mới được giải phóng. Tôi mới được giải phóng ra khỏi cái lời nói như vậy. Không, người tin lành là phải làm lành. Không những giảng mà làm. Có đời tới Chúa có amen không? Chúa Giêsu sau khi Ngài giảng thì Ngài làm gì? Ngài chữa lành cho người ta, Ngài giải cứu cho người ta. Ngài thấy người ta đói thì Ngài bảo với các môn đồ rằng các ngươi phải cho họ ăn. Chúa không phải chỉ là phiến diện. Chúa làm lành thì chúng ta cũng phải làm lành. Các đệ tử Chúa có amen không? Có sẵn sàng là người làm lành không? Làm lành phải có hành động. Các đệ tử Chúa có amen không? Làm lành chứ không phải bố thí. Làm lành chứ không phải là công đức. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta khác người ngoài. Chúng ta không bố thí, thấy một vài đồng tiền bố thí cho họ. Chúng ta không có giống như đi làm từ thiện, mà chúng ta làm điều lành từ xuất phát từ trong một tấm lòng lành. Mà tấm lòng này được Chúa Giêsu cảm động để chúng ta giống Chúa của chúng ta. Chúng ta đang làm cái điều để cho nên giống Chúa của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như hồi nãy tôi nói rồi, làm lành và chữa lành, đó là hai mũi nhọn truyền giáo. Có ai chống lại người làm lành không các bạn? Có ai chống lại người làm lành không? Không ai chống. Người ta chỉ chống lại cái người nói mà không làm. Không ai chống lại cái người mà nói mà làm. Còn không nói mà làm, người ta còn tuyệt vời nữa. Các bạn thấy. Chúng ta bị trói. Nhiều người trong thế hệ nào đó bị trói cái câu là đi khắp nơi để giảng tin lành. Cho nên là chỉ giảng thôi là đủ rồi. Tôi nói với các bạn không. Thế thì bao nhiêu các đệ tớ Chúa ở trên thế giới này đi. Bao nhiêu công việc của Chúa Giêsu làm ở trong thời Tân Ước. Chúa đâu có làm như vậy. Chúa làm tất cả những gì có thể. Rồi Phao-lô quyên góp tiền. Nói rằng hãy quyên góp tiền để mà phụ giúp cho các đệ tớ của Chúa. Khi mà các đệ tớ Chúa ở đâu đó đang gặp khó khăn. Rồi ở Macedon, ở xứ sở này, xứ sở kia đang bị thiếu thốn khó khăn. Thì Phao-lô khuyên rằng hãy quyên góp, vì tôi biết rằng cái lòng của anh em là cái lòng rời rộng. Tấm lòng của anh em là tấm lòng của một sự ban cho. Vậy hãy quyên góp. Nhờ cái sự quyên góp của anh em mà những đồng bào của mình, những tín hữu ở nơi đó được sự ấm lòng. Phao-lô cũng vậy mà. Có đời tới Chúa có amen không? Làm sao mình chặt giả được? Người tin lành chỉ giảng thôi, chỉ nói thôi. Sống chết mặc bay, thấy người ta khổ kệ họ, miễn sao mình giảng là xong rồi. Đâu, tôi nói thật với các bạn, nếu trong thực tế một việc làm có thể bằng 1 triệu lời nói. Mình nói lành nhiều quá, mình nói sự tốt lành nhiều quá, nhưng đến khi người ta gặp khó khăn, nhờ mình một chút, mình chạy luôn. Không, người tin lành phải làm lành, và muốn có để làm lành phải xin Chúa cho sự dư dật. Và muốn có một sự dư dật thì phải có tư tưởng dư dật trước đã. Cái tư tưởng này là tư tưởng làm lành. Tư tưởng làm lành thì cầu nguyện, Chúa ơi, nếu Chúa cho con giàu có, con nguyện rằng con sẽ mãi mãi là người làm lành. Các bạn sẽ nhận được những cái gì mà Chúa ban cho. Hội thánh có amen không? Và khi mà chúng ta làm lành, không ai chống lại chúng ta. Tôi nói ví dụ như là những cái đợt đó tôi rất tiếc là tôi không thể. Khi mà các mục sư từ miền Bắc đến tại Quảng Bình, Nghệ An để làm lành. Ban điều hành tổng hội lúc đó đang ở trong một cái chuyến đi xin việc. Chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi tẽ bước đi lên cùng với đội làm lành. Ô, thật là tuyệt vời. Đi qua một cái suối, có một cái cầu nho nhỏ mà nước nó ngập lên rồi. Người ta bảo rằng các mục sư vào, xong thì phải tranh thủ ra ngay. Còn trong vài tiếng nữa thì cái cầu này nó ngập hết lên. Các mục sư phải ở đây ít nhất là nửa tháng hoặc 1 tuần lễ. Và chúng tôi vào trong đó, xong bà con đội mưa để đến Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam làm lành xã đến, rồi cùng làm lành với nhau, cùng thấy tượng đấy, thấy gần gũi, thấy chan hòa,
tôi mất đi, bỏ đi cái vị trí của mục sư. Tôi ước ao là mai mốt tôi được ra khỏi chức vụ này, tôi chỉ đi làm lành chữa lành. Tôi nói thật, tôi chỉ ao ước được làm lành chữa lành. Lúc đó tự nhiên mình chả còn mục sư, chả còn phải để ý cái gì nữa, chẳng cần phải gọi là chả chuốt lời ăn tiếng nói, chẳng cần phải gì nữa. Lăn xả vào đó, mưa trời mưa như vậy, rồi là cái đồng tiền của bà con mình trong tín hữu gửi đến, cứ mỗi một bao thư như vậy có 200.000 cộng ấy như vậy. Tôi dặn các anh em đưa là phải đưa trân trọng. Từng người đến, các bạn coi trong video clip vẫn có. Đưa hai tay, đưa với sự ân cần như là một biếu họ. Đấy, rồi đưa gạo, các thứ này kia, phải đưa rất là trân trọng. Mà tự nhiên mình phục vụ, mình thấy mình tuyệt vời. Mình thấy mình sung sướng lắm. Được phục vụ thấy mình sung sướng. Tôi chỉ nghĩ là bà con mưa tầm tã như vậy, xã họ kêu gọi đến, mọi người đến đó. Một chút của Phúc Âm Toàn Vẹn, họ để cho nó bảng là Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam làm lành. Một chút của chúng ta thôi, nhưng bà con mình sống ấm lòng bao nhiêu ngày tháng ở đó. Đấy. Mà mình cảm thấy mình làm một cái gì đó giống Chúa, mình cảm thấy được khích lệ. Và thấy cái công trường như vậy, tôi ước ao rằng Việt Nam còn khổ nhiều lắm, còn nhiều nơi khổ. Tôi ước ao rằng cái tinh thần làm lành nó phải là một lễ sống của Cơ Đốc Nhân. Tôi ước ao rằng cái tinh thần làm lành nó phải là lễ sống của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Không phải đợi đến lúc người ta khổ rồi mình mới động lòng thương xót. Nhưng mà lúc nào bên cạnh chúng ta cũng có nhiều người nghèo khổ. Chúa Giêsu bảo rằng các ngươi thì không có ta mãi đâu, nhưng mà còn các người nghèo thì các ngươi có hoài. Cho nên là đấy là phần việc của chúng ta. Chúng ta không có cái cơ hội, không có cơ hội giống như bà Marie để mà tặng cho Chúa một chai dầu. Không còn nữa rồi. Nhưng mà chúng ta còn có cơ hội mà Chúa Giêsu bảo rồi. Cái người nghèo ở với các ngươi ấy còn nhiều lắm. Và đây là cái cơ hội của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ, chúng ta có thể dùng chai dầu. Nếu Chúa đang ở đây, tôi tin rằng có nhiều người sẵn sàng đập chai dầu đấy. Nhưng mà Chúa bảo rằng không, không phải là điều ấy trong giai đoạn này. Mà hãy đập nó đi. Hãy đập vỡ những chai dầu ấy mà cung cấp cho người nghèo đi. Hội Thánh có amen không? Chúng ta đừng bớt đi một vài tô phở, bớt đi được một vài cái gọi là riêng tư của chúng ta, biết bao nhiêu người ấm lòng. Tôi thấy Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam làm lành mà quá ít đi anh chị em. Quá ít đi. Tôi nói đi ăn thôi lôi, đi tiệc này, tiệc kia, đi đâu là cũng có thể là có thể đầy đủ. Khó khăn cũng phải cho nó vào đủ. Trong khi đó thì bà con mình khốn cùng khốn khổ như vậy mà chúng ta không làm một điều gì hết. Có nhiều người đến đây xin gia nhập với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Đúng vào cái ngày xin gia nhập, ông ở đây, Hội Thánh bắt đầu phát động cái tinh thần làm lành. Thế là ông ấy bảo, thế không hợp với tôi rồi. Thánh đi làm lành, Thánh giảng tin lành thế chứ làm lành. Tôi nói họ chưa hiểu được cái chiều kích của cái việc là chỉ cần làm một chuyện thôi có thể tác động vào người ta rất nhiều. Tôi nói ví dụ Hội Thánh đi lên trên đó thì chúng ta phải tự thiết lập cái nơi đến. Tôi nói đơn giản, ở trên đó có nhiều gia đình đây, bác ơi, chúng tôi là những người đi làm lành, chúng tôi là những người đi cứu trợ cho đồng bào của mình, chúng tôi không có chỗ ở. Bởi vì chúng ta phải ở một cái chỗ nào đó rất là rộng rãi, rồi mang gạo, nước, đủ thứ. Cho nên có thể chỉ chúng tôi có ai đó giúp chúng tôi một nơi ở không? Tôi đảm bảo các bạn, người ta đưa tay hết đó. Người ta chỉ. Có đúng như vậy không? Người ta không chống lại người làm lành đâu. Rồi bắt đầu mình ở đó, mình sẽ thiết lập mối quan hệ với họ. Rồi ở đó, kể cả xã ra làm việc với mình. Xã họ nói thẳng mà, Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam cứu trợ đồng bào, người ta trương bảng cho mình, người ta cảm ơn làm lễ, cảm ơn Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Tôi hỏi các bạn, khi mà người ta làm như vậy thì mình đến đó, mình đã có mối quan hệ rồi, có dễ truyền giáo không? Dễ không? Ai chống lại mình nữa? Lần sau mình lên, mình thăm họ, mình là ân nhân của họ, họ chống lại mình à? Mình có làm gì đâu mà họ chống lại mình. Tôi thấy rằng cái vấn đề làm lành chính là truyền giáo đấy. Làm lành, chữa lành chính là một mũi nhọn truyền giáo rất lớn. Đôi lúc nó còn hiệu quả hơn cả chữa lành chứ không phải không đâu. Tôi nói các bạn như vậy. Cho nên Hội Thánh của chúng ta phải nâng cái quan điểm của chúng ta lên và thay đổi cái tâm trí của chúng ta để chúng ta sẵn sàng. Làm lành không phải ép buộc nữa. Hội Thánh có amen không ạ? Mở cái thư kêu gọi. Thư kêu gọi về việc cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt.
Kính gửi toàn thể quý tôi con Chúa trong Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam. Như những thông tin chúng ta đã được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng, hiện nay các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu những trận lũ lụt hết sức tàn khốc, từ đợt này đến đợt khác, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Vì vậy tình cảnh của bà con mình ở những tỉnh miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người đã chết, một số người bị mất tích do lũ cuốn trôi. Nhiều người trong cảnh màn trời chiếu đất, đồng bào bà con đang phải di dời, thiếu thốn đủ mọi thứ, thiếu thuốc men, thiếu lương thực, thiếu chăn gói, mùng mền, thiếu gạo, là những nhu cầu rất thiết thực trong cuộc sống của một con người. Trước thảm kịch do lũ lụt gây ra cho bà con của mình tại khúc ruột miền Trung, chúng ta là những người tin lành thuộc hệ phái Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam. Chúng ta được kêu gọi để giảng tin lành qua hai mũi nhọn là chữa lành và làm lành. Vì vậy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn bà con miền Trung của mình trong cảnh đau thương, màn trời chiếu đất cùng với những tiếng khóc thảm thiết của những trẻ thơ trong sự sợ hãi như vậy mà chúng ta lại làm ngơ được. Chúng ta phải làm điều gì đó để bày tỏ tình yêu của con cái Đức Chúa Trời cho cộng đồng, cho đồng bào miền Trung, để góp phần nhỏ bé của chúng ta vào công cuộc cứu người. Ban điều hành Tổng hội, Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam kêu gọi toàn thể quý tôi con Chúa trong toàn Hội Thánh hãy biến Phúc Âm của Chúa Giêsu thành những hành động cụ thể như sau. Dốc lòng kiên ăn, một, dốc lòng kiên ăn cầu nguyện để Đức Chúa Trời cứu đồng bào miền Trung ra khỏi thảm họa này. Hai, mỗi thành viên trong Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam cùng dự phần làm lành bằng hành động cụ thể, đó là đóng góp tiền để cứu trợ miền Trung như sau. Những tôi con Chúa nhận biết mình có đời sống vật chất mà Chúa cho, không nghèo, thì mỗi người đóng góp 100.000 đồng Việt Nam. Nếu nhiều hơn thì càng cứu được nhiều hơn người hơn, Chúa sẽ thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Những tôi con Chúa nào thấy mình còn nghèo khó thì đóng góp mỗi người 50.000 đồng. Nếu số tiền này vẫn còn khó khăn với chúng ta thì có thể chúng ta đóng góp tùy theo lòng mình đã định, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Mọi khoản đóng góp gửi về cho hệ thống tài chính của từng giáo hạt, sau đó các giáo hạt sẽ chuyển về cho mục sư tổng thủ quỹ. Mục sư tổng thủ quỹ sẽ thống kê, báo cáo gửi cho ban làm lành để trực tiếp đưa quà ra cho đồng bào mình tại miền Trung. Quyền Thiên Chúa của tình yêu cảm động lòng của hết thảy quý tôi con Chúa và ban cho quý tôi con Chúa có dư dật mọi sự để làm các thứ việc lành. Thay mặt ban điều hành tổng hội, tổng quản nhiệm mục sư Đinh Anh Hùng đã ký và đóng dấu. Dạ, cảm ơn thầy. Cho lại cái chữ cái phần 1, phần 2 đi. Một là dốc lòng kiêng ăn cầu nguyện để Đức Chúa Trời cứu đồng bào miền Trung ra khỏi thảm họa này. Hai, mỗi thành viên trong Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam cùng dự phần làm lành bằng hành động cụ thể, đó là đóng góp tiền để cứu trợ miền Trung như sau. Những tôi con Chúa nhận biết mình có đời sống vật chất mà Chúa cho không nghèo, thì mỗi người đóng góp 100.000 đồng Việt Nam. Nếu nhiều hơn thì càng cứu được nhiều người hơn, Chúa sẽ thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Những tôi con Chúa nào thấy mình còn nghèo khó thì đóng góp mỗi người 50.000 đồng. Nếu số tiền này vẫn còn khó khăn với chúng ta thì có thể chúng ta đóng góp tùy theo lòng mình đã định, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Thì trong các đệ tớ Chúa đây xin hỏi là ai là người mà thấy là Chúa cho mình có đời sống là không có nghèo khó nào? Toàn thể Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam không nghèo khó. Không nghèo, đừng để cho cái tư tưởng nghèo nó chi phối đời sống của chúng ta. Không bao giờ một vài trăm ngàn để có cơ hội, còn sống có cơ hội để làm lành, làm đi. Người ta, mình ăn thì hết, người ta ăn thì người biệt không có, lời Chúa người ta còn biết nói câu đó. Người ta ăn thì còn đó, mình ăn thì hết, hạt giống gieo ra, cứ gieo đi các bạn, rồi nhận lãnh. Tôi thấy tư tưởng của người tin lành hẹp hòi quá. Tôi nói thật, mỗi lần nói làm lành, tôi chạnh lòng. Chúa mà đứng ở đây, Chúa nhìn cảnh làm lành của mình, Chúa lắc đầu. Thì bòn cái đồng tiền bé nhất, cái người người ta nhận được cái tấm lòng chúng, tất nhiên rồi, những cái lòng chúng ta nhỏ quá. Tất nhiên là rồi cũng qua. Chúng ta không làm, Chúa dùng người khác. Thế gian còn nói câu là trời sinh voi sinh cỏ mà. Các bạn có amen không? Người tin lành không làm thì Chúa dùng người khác. Bao nhiêu người Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Bà La Môn cứ bảo họ là tà, khi họ làm lành còn hơn chánh.
Đối với con mắt của người ngoài thì chả biết ai tránh ai tà nữa. Không được. Tôi nói các bạn, tôi buồn cho cái vị mục sư đến đây để chuẩn bị gia nhập với Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Đúng vào ngày Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam kêu gọi làm lành thế mà. Ôi. Coi như mình giống như mỹ dân. Tôi nói cực đoan quá đi. Người nghèo khốn khổ đầy xung quanh mình, không chạy lòng, động lòng giống như Chúa chút nào. Cái người Samari thì sao? Cái người Samari, người Samari nhân lành thì sao? Các bạn thấy không, không nói vậy được. Không nói. Chúng ta phải công bố rằng Chúa phải phá đổ cái tư tưởng cũ ở trên đời sống của cơ đốc nhân Việt Nam. Và tinh thần làm lành phải là một lẽ sống của chúng ta cho đến ngày Chúa Giêsu trở về. Và ngày hôm nay không phải chỉ kêu gọi, mà tôi ao ước rằng ở hội thánh địa phương, tất cả mọi nơi, chúng ta phải có quỹ làm lành. Và luôn luôn có quỹ làm lành đó để chuyển về cho Tổng hội đây này. Tôi nói các bạn, ngay những dịp này, chúng tôi không biết lấy đâu ra tiền. Trong cái đó họ ưu tiên chúng ta, họ tin cậy. Hội Âm Toàn Vẹn Việt Nam làm toàn những sự kiện vĩ đại thôi. Mà cứ muốn làm lành mà không, chúng ta không làm nữa là chúng ta không đúng rồi. Anh có amen không? Chúng ta công bố chúng ta phải giàu có. Dứt khoát chúng ta không chấp nhận là tư tưởng là mình còn nghèo khó, Chúa thông cảm rồi mình chỉ đưa ra một chút tiền. Không, chúng ta phải là gia nhập vào cái top người giàu có. Và chúng ta phải về và triển khai cho hội thánh địa phương của mình cái dân sự như vậy. Phải cải tạo cái đầu đi. Không phải là nghèo cứ bảo họ đưa cái này là ai cho mình là nghèo thì đóng 50 ngàn thôi. 50 ngàn mà còn khó khăn thì tùy theo lòng mình định mà dâng ra đi. Chúng ta phải triển khai, chúng ta phải nói. Cái vấn đề đây là chúng ta không chịu truyền thông. Chúng ta chỉ nói tin lành thôi, mà chúng ta không nói chuyện làm lành. Cái vấn đề sai ở đây là do hệ thống lãnh đạo của chúng tôi. Sai đây là chúng ta không có nói nhiều cho dân sự hiểu. Cho nên vấn đề truyền thông là vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta chỉ nói giảng chính hội thánh vậy á, 100 bài giảng, các bạn suy nghĩ đi, 100 bài giảng đi, có một bài nào nói về làm lành không? Không có, dân sự người ta không làm là đúng thôi. Vì cớ chúng ta, chính chúng ta là những người lãnh đạo, chúng ta còn không cân đối mà. Chúng ta còn không quân bình ở trong sứ điệp mà. Trước khi mà chúng ta nói về Đức Thánh Linh, hầu như 100 bài giảng mới có một bài nói về Đức Thánh Linh. Đấy là một điều rất là, đấy là một điều rất là khiếm khuyết. Tôi đã nói hai điều rồi. Thứ nhất, làm lành đã khẳng định chúng ta giống Chúa. Thứ hai, làm lành chính là truyền giáo. Và thứ ba, tôi muốn nói làm lành chúng ta khiến chúng ta trở nên một nguồn phước. Có lời tới Chúa có amen không? Trở lại Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu số 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Các đầy tớ Chúa, đây là cái khẩu hiệu này. Tôi thấy Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam hô khá nhiều, khá to này. Chúng con là một nguồn phước cho dân tộc Việt Nam. Con là cho nhiều nước vay mượn chứ không chịu vay mượn ai. Có đúng không? Khi mà chúng ta công bố, chúng ta công bố khá mạnh. Phải nói là rúng động luôn ý. Nhưng mà chúng ta xem điều chúng ta làm. Chúng ta xem điều chúng ta làm. Chúng ta ao ước cái điều chúng ta công bố không phải là sai. Hoàn toàn đúng, rất tốt. Nhưng chúng ta để cho cái điều đó nó làm trở nên một nguồn phước thì chúng ta phải có hành động. Có để cho Chúa có amen không? Chúng ta phải có hành động. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của Abraham. Abraham sáng thế ký: ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là lời hứa của Chúa cho Abraham ở trong sáng thế ký đoạn 12. Abraham chính là tổ phụ đức tin của chúng ta. Và cái điều mà chúng ta công bố, thường thường chúng ta lấy cái phần này trong kinh này: nhiều nơi chi tộc trên thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta vẫn có quyền công bố điều đó, bởi vì chúng ta là con cháu của Abraham. Abraham là được phước thì chúng ta cũng được phước. Tất cả những gì tổ phụ của chúng ta đã làm cho chúng ta thì chúng ta cũng nhờ đó mà chúng ta được phước. Thế nhưng mà chúng ta xem
cái lời hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 3 này nó có được ứng nghiệm ngay chưa? Chúng ta xem lại đến Sáng Thế Ký đoạn 18 câu số 18. Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh, các dân tộc trên thế giới gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Bây giờ tôi xin hỏi các đệ tớ Chúa, chúng ta không nói nhiều về Kinh Thánh ở đây. Lúc này là cái lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm trên Abraham chưa? Được ứng nghiệm chưa? Chưa. Đây mới là lời hứa thôi. Lời hứa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 3 rằng Chúa nói rằng hãy ra khỏi vòng quê hương bà con, đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho. Rồi ta sẽ khiến ngươi trở nên một dân lớn, rồi nhiều chi tộc trên thế gian nhờ ngươi được phước. Đó là câu hứa đầu tiên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 3. Và đến Sáng Thế Ký đoạn 18 câu số 8 thì Đức Chúa Trời nhắc lại vẫn là lời hứa, chưa phải ứng nghiệm. Để cho Abraham được ứng nghiệm thật sự là tổ phụ của đức tin, thật sự là nguồn phước của mọi dân tộc, thì nó không phải ở đây mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 12. Thiên sứ phán rằng đừng tra tay mình vào con, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Rồi tiếp tục, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân tộc thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, bởi vì ở giữa Sáng Thế Ký đoạn 12 là lời hứa, đến đoạn 18 vẫn là lời hứa, nhưng đến đoạn 22 thì nó được ứng nghiệm. Mà nó được ứng nghiệm là do hành động của Abraham. Ở trước đó thì Chúa phán với Abraham rằng Chúa cho Abraham một đứa con là Isaac, và Chúa nói rằng hãy đem Isaac lên trên núi Moria, dâng nó làm của lễ thiêu. Chúa cho, rồi Chúa lại lấy. Chúa thử lòng Abraham xem có dám dâng điều tốt nhất không. Abraham đã làm gì? Abraham đã vâng lời Chúa, đem Isaac lên trên núi ở trong trước phân đoạn này, và Chúa đã để cho Abraham mang con mình là Isaac lên và đưa vào giàn thiêu. Ông chuẩn bị ra tay, ông chuẩn bị hành động là dâng Isaac. Tôi hỏi anh chị em, Isaac đối với Abraham có quý trọng không? Quý nhất hay là quý nhì? Ông có nhiều vàng bạc lắm đúng không? Có nhiều châu bò, có nhiều tất cả mọi sự ông có nhiều lắm đúng không? Nhưng mà sao Chúa không lấy? Tại sao Chúa không lấy? Tại sao Chúa không bảo dâng cái nọ dâng cái kia mà Chúa lại dâng đúng cái ông Isaac này? Chúa có biết là ông Isaac này là quý trọng nhất, quý nhất đối với Abraham không? Chúa biết không? Tại sao mà Chúa lại bảo ông dâng đúng một cái điều mà ông yêu quý nhất? Ông có thể nói là Chúa ơi, xin mãi Chúa mới cho đứa con. Chúa bảo với con này nè, là dòng dõi của ngươi đông như sao trên trời, cát bờ biển. Lúc trước con không có đứa nào thì con đã nghi ngờ, con cười thầm rồi, Chúa trách rồi. Bây giờ con ăn năn rồi, vì cớ Chúa cho con đứa con rồi. Đây là niềm hy vọng đây. Đây là cái niềm hy vọng để từ đây nó sẽ ra đông như sao trên trời, cát bờ biển. Giờ Chúa lại bảo đưa nó lên làm của lễ thiêu. Thế thì còn làm gì mà có lời hứa của Chúa thành? Nhưng mà Abraham làm sao? Vẫn đem con lên dâng. Và khi mà ông chuẩn bị tra tay trên con thì các bạn đọc vừa nãy đấy, thiên sứ hiện ra và nói rằng đừng tra tay trên nó. Bây giờ ta đã nhìn thấy rồi, ta thử ngươi, ta biết ngươi đã vâng lời ta, ta biết ngươi yêu mến ta như thế nào, ta biết ngươi có đức tin vào ta như thế nào. Đủ rồi, bây giờ thì đủ rồi. Và sau đó thì Chúa nói rằng
ta sẽ ban phước cho người thêm dòng dõi người nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì chúng ta để ý kỹ, bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta nên các dân tộc thế gian sẽ đều nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Ở trên đó thì thiên sứ là Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi. Kính thưa các đệ tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta có lời hứa của Chúa không? Lời hứa của Chúa là chúng ta sẽ nhận được sự sống sung mãn. Chúa đến để ban cho chiên sự sống và sự sống sung mãn. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được phước với tổ phụ Abraham của chúng ta. Chúng ta trở nên nguồn phước cho một nhiều dân tộc. Nhưng chúng ta có cái hành động giống như tổ phụ đức tin của chúng ta hay không? Nếu chúng ta có hành động giống như tổ phụ của chúng ta thì chúng ta mới được dự vào lời hứa của Đức Chúa Trời cho dòng dõi của đức tin. Các đời tới Chúa có amen không? Chúng ta không thể công bố được. Chúng ta không thể công bố mà điều đó ứng nghiệm được. Nếu như chúng ta muốn thật sự gia nhập vào được với những cái lời hứa dành cho tổ phụ Abraham, dòng dõi của ông, thì chúng ta phải làm điều ông làm. Đó là không tiếc Chúa điều tốt nhất. Đã dâng thì dâng điều tốt nhất cho Chúa. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta thì Chúa sẽ nói rằng, con ơi, bây giờ thì ta hiểu con rồi. Bây giờ con đã chứng minh rằng con kính sợ ta, yêu mến ta. Vì vậy những lời hứa của ta cho con sẽ được ứng nghiệm. Con sẽ có sự sống dư dật. Con sẽ có sự sống sung mãn. Và nhiều chi tộc sẽ nhờ con mà được phước. Nhiều người nhờ con mà được phước. Để tới Chúa có amen không? Người miền Trung hiện tại bây giờ sẽ nhờ Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam mà được phước. Và những con người khốn khổ trên đất nước Việt Nam này sẽ nhờ Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam mà được phước. Và nếu chúng ta muốn điều đó được ứng nghiệm thì hãy làm điều mà tổ phụ chúng ta đã làm. Và nếu tổ phụ chúng ta không làm điều đó thì không bao giờ đón nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời đâu. Chúa nói rất là rõ ràng, vì ngươi đã không tiếc ta, vì ngươi đã vâng theo lời ta, vì vậy cho nên ta sẽ làm ứng nghiệm điều ta đã hứa với ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi được như vậy, và ngươi trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Nhiều dân tộc trên thế gian này nhờ ngươi mà được phước. Tôi nói với các bạn rằng tất cả những người dân ở tại Berlin cũng nhờ Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam mà được phước. Và nhiều người dân tộc trên thế giới này nhờ Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam mà được phước. Chúng ta phải công bố điều đó. Vâng, và chúng ta hãy hành động ngay ngày hôm nay cho đến khi Chúa Giê-xu trở về. Người Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, tín hữu trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam sẽ làm đúng điều mà tổ phụ đức tin của chúng ta đã làm. Luôn luôn dâng cho Chúa điều tốt nhất. Đừng tiếc với Chúa. Hỡi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Amen không ạ? Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Kính mời một sự làm tín chúng.